Thưa quý vị, hội thi thủ lĩnh sinh viên lần thứ 5 năm 2022 với chủ đề Những dấu chân tình nguyện được tỉnh đoàn Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức là sân chơi thể hiện tài năng bản lĩnh của cán bộ đoàn, hội sinh viên. Hội thi phát động từ cuối năm 2022, thu hút 454 thí sinh của các trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh tham gia. Trong khuôn khổ hội thi, các thí sinh trải qua nhiều phần thi. Mới đây, 4 thí sinh của cuộc thi là sinh viên của trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu, Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa Vũng Tàu và Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức cuộc thi vẽ với chủ đề Mơ ước của em cho 120 học sinh trường Tiểu học Phước Hải 3, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ. Với chủ đề Mơ ước của em, 4 sinh viên của trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu, Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa Vũng Tàu và Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức cho học sinh trường Tiểu học Phước Hải 3, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ vẽ các bức tranh màu về mơ ước của bản thân khi trưởng thành để phục vụ quê hương đất nước. Theo đánh giá của ban tổ chức hội thi thủ lĩnh sinh viên lần thứ 5 năm 2022, 4 thí sinh đã thể hiện tốt phần thi của mình, từ xây dựng kế hoạch đến tổ chức thực hiện chương trình cho học sinh vẽ. Ngoài nội dung chính của cuộc thi, các thí sinh còn sáng tạo ra những tiết mục văn nghệ hoặc náo tặng quà, tạo không khí vui nhộn cho học sinh trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi. Hội thi thủ lĩnh sinh viên lần thứ 5 năm 2022 sẽ tiếp tục đến giữa tháng 2 năm 2023 với những phần thi mang dấu chân tình nguyện của tuổi trẻ Bà Rịa Vũng Tàu ở nhiều lĩnh vực khác.